Nghịch lý tôm hùm. Tôm loại 1 rẻ hơn tôm mini. Tôm hùm loại 1 mất giá, người nuôi lỗ tiền tỷ. Người nuôi tôm hùm xanh tại Phú Yên, Khánh Hòa gặp khó khăn khi hàng cỡ lớn từ 0,4kg trở lên tiêu thụ chậm, giá bán thấp hơn loại nhỏ dẫn đến lỗ nặng. Theo một người nuôi tôm lâu năm ở xã Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, chưa bao giờ hàng cỡ lớn lại khó bán và rớt giá như hiện nay. Những năm trước, loại có trọng lượng từ 0,4kg trở lên luôn được các thương lái săn đón vì là hàng tuyển chọn loại 1, nhờ thịt chắc, ngọt, phù hợp cho xuất khẩu và phân phối vào các cửa hàng hải sản cao cấp. Tuy nhiên, nay thương lái chỉ mua loại này với số lượng nhỏ giọt, giá rẻ. Hiện tôm hùm xanh cỡ lớn trên 0,4kg một con có giá từ 680.000 đến 700.000 đồng 1kg, trước đây là 1,2 đến 1,4 triệu đồng, trong khi loại nhỏ từ 0,2 đến 0,3 kg một con lại có giá cao hơn, dao động trong khoảng 750.000 đến 800.000 đồng. Đây là nghịch lý mà người nuôi không thể lý giải được. Một hộ có 50 lồng tôm tại Cam Bình cho biết với mức giá thấp như hiện nay, gia đình ông lỗ khoảng 700 triệu đồng. Không chỉ ở Cam Ranh, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Người nuôi tại đây lo lắng vì giá hải sản này phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, nơi đang có sự biến động lớn về nhu cầu. Nếu bán theo giá hiện tại, mỗi lồng nuôi tôm hùm tại sông Cầu có thể lỗ từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhiều hộ dân cho biết, suốt 4 tháng qua, giá loại này chỉ quanh mức 700.000 đồng một ký. Đáng nói, tôm hùm cỡ lớn lại rẻ hơn loại nhỏ, khiến nhiều hộ nuôi như ngồi trên lửa. Hơn một năm nay, nhiều người ngưng nuôi tôm hùm bông để chuyển sang tôm hùm xanh với mong muốn tiêu thụ tốt hơn. Tuy nhiên gần đây, thương lái lại thay đổi cách thu mua khiến người nuôi gặp khó. Do phần lớn sản lượng tôm đạt trọng lượng trên 0,4kg một con nhưng khó bán, trong khi loại nhỏ lại tiêu thụ tốt hơn. Đây là tình trạng chưa từng xảy ra khiến bà con lo lắng ngay trong mùa thu hoạch. Ngoài khó khăn về tiêu thụ, người nuôi còn gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao. Từ thức ăn đến con giống nhập khẩu từ Indonesia, Philippines, Myanmar đều tăng giá. Trung bình mỗi hộ nuôi tại sông Cầu lỗ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Theo các công ty xuất khẩu, năm nay do kinh tế suy thoái, người tiêu dùng nội địa và Trung Quốc giảm chi tiêu, kéo theo việc tiêu thụ hải sản này gặp khó. Đây là nguyên nhân khiến xu hướng tiêu dùng thay đổi, trong đó có mặt hàng tôm hùm. Nghịch lý tôm hùm, tôm loại 1 rẻ hơn tôm mini. Tôm hùm loại 1 mất giá, người nuôi lỗ tiền tỷ. Người nuôi tôm hùm xanh tại Phú Yên, Khánh Hòa gặp khó khăn khi hàng cỡ lớn từ 0,4kg trở lên tiêu thụ chậm, giá bán thấp hơn loại nhỏ dẫn đến lỗ nặng. Theo một người nuôi tôm lâu năm ở xã Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, chưa bao giờ hàng cỡ lớn lại khó bán và rớt giá như hiện nay. Những năm trước, loại có trọng lượng từ 0,4kg trở lên luôn được các thương lái săn đón vì là hàng tuyển chọn loại 1, nhờ thịt chắc, ngọt, phù hợp cho xuất khẩu và phân phối vào các cửa hàng hải sản cao cấp. Tuy nhiên, nay thương lái chỉ mua loại này với số lượng nhỏ giọt, giá rẻ. Hiện tôm hùm xanh cỡ lớn trên 0,4kg một con có giá từ 680.000 đến 700.000 đồng 1kg, trước đây là 1,2 đến 1,4 triệu đồng, trong khi loại nhỏ từ 0,2 đến 0,3 kg một con lại có giá cao hơn, dao động trong khoảng 750.000 đến 800.000 đồng. Đây là nghịch lý mà người nuôi không thể lý giải được. Một hộ có 50 lồng tôm tại Cam Bình cho biết với mức giá thấp như hiện nay, gia đình ông lỗ khoảng 700 triệu đồng. Không chỉ ở Cam Ranh, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Người nuôi tại đây lo lắng vì giá hải sản này phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, nơi đang có sự biến động lớn về nhu cầu.
nếu bán theo giá hiện tại, mỗi lồng nuôi tôm hùm tại sông Cầu có thể lỗ từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhiều hộ dân cho biết suốt 4 tháng qua, giá loại này chỉ quanh mức 700.000 đồng một ký. Đáng nói tôm hùm cỡ lớn lại rẻ hơn loại nhỏ, khiến nhiều hộ nuôi như ngồi trên lửa. Hơn một năm nay, nhiều người ngưng nuôi tôm hùm bông để chuyển sang tôm hùm xanh với mong muốn tiêu thụ tốt hơn. Tuy nhiên gần đây, thương lái lại thay đổi cách thu mua khiến người nuôi gặp khó. Do phần lớn sản lượng tôm đạt trọng lượng trên 0,4 kg một con nhưng khó bán, trong khi loại nhỏ lại tiêu thụ tốt hơn. Đây là tình trạng chưa từng xảy ra, khiến bà con lo lắng ngay trong mùa thu hoạch. Ngoài khó khăn về tiêu thụ, người nuôi còn gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, từ thức ăn đến con giống nhập khẩu từ Indonesia, Philippines, Myanmar đều tăng giá. Trung bình mỗi hộ nuôi tại sông Cầu lỗ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Theo các công ty xuất khẩu, năm nay do kinh tế suy thoái, người tiêu dùng nội địa và Trung Quốc giảm chi tiêu, kéo theo việc tiêu thụ hải sản này gặp khó. Đây là nguyên nhân khiến xu hướng tiêu dùng thay đổi, trong đó có mặt hàng tôm hùm. Nghịch lý tôm hùm, tôm loại 1 rẻ hơn tôm mini. Tôm hùm loại 1 mất giá, người nuôi lỗ tiền tỷ. Người nuôi tôm hùm xanh tại Phú Yên, Khánh Hòa gặp khó khăn khi hàng cỡ lớn từ 0,4 kg trở lên tiêu thụ chậm, giá bán thấp hơn loại nhỏ dẫn đến lỗ nặng. Theo một người nuôi tôm lâu năm ở xã Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa, chưa bao giờ hàng cỡ lớn lại khó bán và rớt giá như hiện nay. Những năm trước, loại có trọng lượng từ 0,4 kg trở lên luôn được các thương lái săn đón vì là hàng tuyển chọn loại 1, nhờ thịt chắc, ngọt, phù hợp cho xuất khẩu và phân phối vào các cửa hàng hải sản cao cấp. Tuy nhiên, nay thương lái chỉ mua loại này với số lượng nhỏ giọt, giá rẻ. Hiện tôm hùm xanh cỡ lớn trên 0,4 kg một con có giá từ 680.000 đến 700.000 đồng một kg. Trước đây là 1,2 đến 1,4 triệu đồng, trong khi loại nhỏ từ 0,2 đến 0,3 kg một con lại có giá cao hơn, dao động trong khoảng 750.000 đến 800.000 đồng. Đây là nghịch lý mà người nuôi không thể lý giải được. Một hộ có 50 lồng tôm tại Cam Bình cho biết với mức giá thấp như hiện nay, gia đình ông lỗ khoảng 700 triệu đồng. Không chỉ ở Cam Ranh, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Người nuôi tại đây lo lắng vì giá hải sản này phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, nơi đang có sự biến động lớn về nhu cầu. Nếu bán theo giá hiện tại, mỗi lồng nuôi tôm hùm tại sông Cầu có thể lỗ từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhiều hộ dân cho biết suốt 4 tháng qua, giá loại này chỉ quanh mức 700.000 đồng một ký. Đáng nói tôm hùm cỡ lớn lại rẻ hơn loại nhỏ, khiến nhiều hộ nuôi như ngồi trên lửa. Hơn một năm nay, nhiều người ngưng nuôi tôm hùm bông để chuyển sang tôm hùm xanh với mong muốn tiêu thụ tốt hơn. Tuy nhiên gần đây, thương lái lại thay đổi cách thu mua khiến người nuôi gặp khó. Do phần lớn sản lượng tôm đạt trọng lượng trên 0,4 kg một con nhưng khó bán, trong khi loại nhỏ lại tiêu thụ tốt hơn. Đây là tình trạng chưa từng xảy ra, khiến bà con lo lắng ngay trong mùa thu hoạch. Ngoài khó khăn về tiêu thụ, người nuôi còn gặp khó khăn do chi phí đầu vào tăng cao, từ thức ăn đến con giống nhập khẩu từ Indonesia, Philippines, Myanmar đều tăng giá. Trung bình mỗi hộ nuôi tại sông Cầu lỗ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Theo các công ty xuất khẩu, năm nay do kinh tế suy thoái, người tiêu dùng nội địa và Trung Quốc giảm chi tiêu, kéo theo việc tiêu thụ hải sản này gặp khó. Đây là nguyên nhân khiến xu hướng tiêu dùng thay đổi, trong đó có mặt hàng tôm hùm.